bên này hệ đèn các bạn ha, tiếp tục đèn 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 đó, đã chưa. Cái này thì khách nào lấy đi xe nha, xe nào hệ 24 nha, để coi con này 12 nó chạy không các bạn, hạ xuống nha, bỏ theo xe cũng 212 nữa các bạn, 12 sáng rất là yếu nha, các bạn thấy này là 12 nha, nhưng mà cơ bản thì mình thấy cũng hiệu quả đó, ví dụ như xe có vấn đề gì đó ha. Đồng ý thì có nút hazard nha, nút dừng khẩn cấp, nhưng mà cơ bản thì nếu mà khách nào tự trang bị thêm thì càng tốt các bạn đó, tự bảo vệ mình nha, rất là sáng đẹp ha. Cái này của Đức nha, Germany, Made in Germany. Đó. Nó bị nứt xíu nhưng mà không sao, khách nào về cơ bản dùng keo trám lại. Một một số cái led vàng nó bị đứt hay sao? Led đỏ còn nguyên. Trắng, không rõ là có nhiều chức năng nha. Cái này thì mình hoàn toàn có thể các bạn có thể cái này là mình đấu dây hết lại với nhau nha. Đó. Chứ khách nào mà xài xi nhan á thì lấy này xi nhan nha. Cái này chớp chớp chớp. Hình như cái đèn này như cũng đèn hậu đèn gì đó nha. Nó có từng dây mình chụm lại hết nè. Bây giờ mình tháo ra mình test từng dây cho các bạn coi nha. Đó. Khách nào mềm về muốn chế cháo nha. Ví dụ như chế vào chiếc xe độ của mình á, bật xi nhan thì đấu dây xi nhan vào vàng á, đấu dây xi nhan vàng bên trái, má thì ăn sườn đó. Để mình mò đây nha, nó có một nè, bạn xem nè, mình chập từng dây thì nó sẽ từng có từng cái đèn sáng nha. Cái này là cái đèn này, đang nhỏ xíu xíu không biết đèn gì. Thứ hai đây, dây này là dây vàng các bạn. Cái gì âm á, mình đã đánh dấu rồi nha. Cái gì âm mình đã đánh dấu rồi, cho nên là còn lại là đỏ là dương hết. Cho nên các bạn cứ khách nào xài làm cái đèn xi nhan á, thì đấu cái dây này nè vào cái dây xi nhan bên trái nha, bên phải gì đó. Đỏ ha. Ví dụ như khi thắng nó dừng, thắng đèn nó đỏ lên đi, thì mình chế vô nha, thắng đèn đỏ lên. Ok, cái này là hàng Made in Germany ha. Một cặp hai cái là 480 bao ship nha. Cặp hai cái 480 bao ship nha. Giá bán nhanh các bạn, bán chơi. Có 6 cái này nha, 6 cái 3 cặp ha. Khách nào chế đèn thì mấy cái này là quá tuyệt vời. Nó xài hệ 24 các bạn. Xài 24. 19 cũng chạy nha, nói chung là từ 12 tới 24 á, nhưng mà 12 thì nó yếu à. Để mình chỉnh cho 12 các bạn coi. Đây là 12 các bạn. Đó, 12 cũng được các bạn ơi. Lên coi. Đây là 16 nè. 16 chạy ok nha. Nói chung khách nào có cái adapter laptop cũng được. Thì adapter thì thường nó tầm từ 19. Đó. 16 đã chạy ngon nha. Chủ yếu là mò cho các bạn cái dây màu dây mát thôi. Còn lại thì khách ấy nha. Khách tự xài. Ở đây nó có hai dây đỏ nè, thì mình chắc chắn luôn thằng này chính là đèn xe nha. Mình không biết chiếc nào thôi. Xe tải xe gì. Tại vì sao? Các bạn thấy một cái nó sáng mờ mờ không? Một cái sáng dữ không? Tức là sao? Tức là cái sáng dữ này khi bạn thắng á, ngay này đập thắng á. Còn cái sáng mờ mờ này là khi các bạn bật đèn. Khi mình bật đèn pha, bật đèn sáng á, thì là cái đèn đuôi nó cũng sáng nha. Cái này đèn đuôi nè. Còn này đèn thắng nè. Ủa này đèn thắng nè. Đó. Đỏ có hai dây là chắc chắn cái này là đèn đuôi. Thắng á, tại sao cần sáng vậy các bạn? Tại vì sáng để cho
cái xe sau á, nó chú ý nha, nó biết nha. Đó. Cái này là dây này tính là dây thắng, dây đạp thắng á. Còn dây này là dây sáng mờ mờ, là dây đèn, bật đèn lên nha thì nó sáng. Còn đây có một cái phần dạ quang nha, nó phải dạ quang lại. Ok, 480 nha, bao ship bán chơi. Đó, cái này bán mình lãi tiền cà phê chơi. Có 6 cái nha các bạn. Bán là không phân biệt nứt hay không nứt nha. Cái này các bạn về chích keo miếng giùm mình nha. Hạn chế cháo xài. Cái này các bạn xài 10 năm hư dục được rồi. Hàng của Đức. Hàng của Đức thì thôi rồi. Made in Germany. Mấy con này cũng Germany nữa các bạn. Đâu rồi? Mới thấy cái chữ Made in Germany đâu rồi.